Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Cuộc Sống Hơn Quốc Anh. Hôm nay mình sẽ đi hiến máu tại một cái trung tâm hiến máu nhân đạo của London. Ở đây thì họ rất là đề cao cái chuyện mà hiến máu cứu người. Hôm nay mình làm cái video này để cho mọi người cùng xem là cái cách hiến máu ở đây sẽ như thế nào. Đây là cảnh ở trung tâm hiến máu. Một chút nữa thì mình cũng vào trong cái ghế kia nằm hiến máu cùng với lại giống như là tất cả mọi người ở đây vậy. Ở Việt Nam thì mình cũng đi hiến máu rất là nhiều, nhưng mà cũng lâu lắm rồi, chắc cũng phải đến chục năm nay rồi đó mình không có đi hiến máu. Và đợt này thì mình quyết định là đi hiến máu nhân đạo, hiến máu cứu người á, ở London. Mình sẽ cho mọi người thấy luôn một chút về cái giấy tờ trước khi đi hiến máu. Đấy, ok. Khi mà mình vào đây thì cái cô này cổ sẽ làm một cái test cho mình, test máu bình thường cho mình á. Cổ lấy một cái giọt máu ở ngay đây nè, xong rồi cổ bỏ vào trong một cái ống màu, một cái ống màu xanh này nè. Đây mình coi cho mọi người xem. Đó, cô bỏ vào cái trong cái ống màu xanh này nè. Mình không biết ống màu xanh này nó là cái gì á, nhưng mà cổ sau khi mà bỏ vào thì cổ nói là cái máu của mình có thể test được, ok. Dạ, đây là cái giấy tờ mà mình đăng ký để đi hiến máu. Thì ở dưới có cái dòng thông tin của cái trung tâm hiến máu á, cái chỗ First Floor Safer Cruise đó. Và hôm nay thì họ cũng nói là họ chưa thể lấy máu được, vì là họ muốn lấy mẫu thử. Rồi sau khi mà họ lấy mẫu thử xong á, mà họ test tất cả mọi cái mà nó ok, nó ổn á, thì lúc đó họ mới cho mình hiến máu, chứ không phải là mình cứ hiến là họ nhận, mình cứ hiến là họ nhận đâu. Ok, hôm nay thì mình đến cũng chắc là cũng chưa hiến máu được hoặc là toàn phần á, mình chỉ lấy mẫu thôi, lấy sample thôi. Rồi sau khi mà họ nói là ok rồi thì chắc là lần sau mình sẽ quay lại hiến máu, nhưng mà mình vẫn đang ngồi lại lấy máu, là lấy mẫu máu. Trước mà chúng ta là những cái phòng để tư vấn và kiểm tra thông tin khi mà chúng ta vào để hiến máu, thì cũng rất là, họ làm cũng rất là nhanh thôi. Thì cái trung tâm hiến máu này nằm ở trong một cái trung tâm mua sắm ở London, cái tên của trung tâm đó là Westfield. Ở trung tâm Westfield này thì cũng rất là nổi tiếng, nếu mà ai ở trung tâm rất là to, rất là nổi tiếng, nếu mà ai ở London thì sẽ biết tới trung tâm Westfield này. Không phải chỉ có một cái mà có rất nhiều trung tâm Westfield. Và khi mà mình đi hiến máu thì mình mới biết là người dân ở London đó, họ đi hiến máu cũng rất là nhiều. Rồi không phải riêng là người da trắng không đâu, mà chủ yếu mình thấy chủ yếu là người da màu á, rất là nhiều những cái người da màu đi hiến máu luôn. Da màu và khu vực châu Á của mình đi hiến máu, da trắng thì mình không thấy mấy đâu. Đây là cái cách mà ở đây người ta sẽ hiến máu. Và đây là một cái chị người tay trắng á, chỉ đang hiến máu. Và cái này nó cứ chạy nghiêng qua nghiêng lại cái bịch máu ở dưới nè. Bây giờ họ sẽ lấy máu, nhưng mà họ chỉ lấy mẫu thôi, chứ họ không có lấy máu thừa, không có lấy máu chính thức, cho nên là chỉ một tí thôi. Vậy là mình đã hoàn thành trong cái lần đầu tiên này, nhưng mà rất tiếc là trong lần đầu tiên này thì họ cũng chưa thật sự lấy cái máu do mình hiến tặng, mà họ cần phải làm một cái test để chắc chắn rằng sau khi những cái lời khai, có một cái tờ khai là mình đã từng làm gì, họ đưa ra những câu hỏi và questionnaire vậy đó. Nhưng mà họ vẫn cần phải lấy mẫu test để họ test lại, và sau khi mà họ có cái kết quả, họ sẽ liên lạc lại với lại mình để xem là mình có đủ cái tiêu chuẩn để lấy máu hay không.
Thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống xe để đi về. Và đây cũng là một cái trung tâm mua sắm rất là lớn ở Linh Đinh. Mình sẽ đi một đoạn từ cái chỗ mà mình hiến máu này đi đến ra chỗ xe của mình, để cho mọi người có nhìn qua về một cái trung tâm thương mại ở Linh Đinh nó sẽ như thế nào nha. Ok, here we go. Đây là trung tâm thương mại Westfield nằm ở Linh Đinh. Và dĩ nhiên là Westfield thì cái postco của Westfield nằm ở Linh Đinh này là W, thì có nghĩa là nằm ở West, ở hướng hướng West. Cái trung tâm Westfield này thì cách nhà mình khoảng 30 phút lái xe. Trung tâm thương mại thì hầu như là ở đâu thì cũng giống ở đâu thôi, thì cũng xây dựng bên trong thì cũng rất là mọi cái cửa hàng, mọi cái gian hàng bày bán thì cũng giống như nhau thôi. Nhưng mà chỉ có khác cái là ví dụ như ở Việt Nam mình á, thì các cái thương hiệu sẽ không có sự nổi tiếng giống như là ở London vậy thôi, chứ mình nghĩ chẳng có gì khác cả. Hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình thì mình nghĩ là tất cả cái trung tâm thương mại lớn của mình nó thì cũng giống như thế này thôi, cũng nhiều những cái mặt hàng mà hàng hiệu rồi thời trang rồi đủ kiểu hết, nó cũng chẳng khác gì so với lại ở châu Âu đâu. Chỉ có cái là mình không biết là các bạn thấy có gì khác, nhưng mà với mình thì mình không thấy có gì khác cả. Do là bây giờ là sắp tới Noel á, cho nên là cái những cái cách họ trang trí nó cũng sẽ đẹp hơn, khác những ngày thường. Bên trước mặt chúng ta là khu ăn uống của trung tâm. Thôi mình tiếp tục đi, bên đằng xa kia có một cửa hàng phở của Việt Nam. Mọi người thấy chữ phở không? Phở, và bên trái nữa là sẽ có chữ Vietnamese đó. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi xuống bãi đậu xe để mình lấy xe. Thì trung tâm thương mại Westfield này không phải chỉ có một cái nằm ở đây đâu, có rất là nhiều cái nằm ở rải rác khắp London luôn, và cũng không phải riêng ở London, nằm ở trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh thì cũng có rất nhiều cái trung tâm Westfield. Đây là một cái cửa hàng bán bánh ngọt. Kem và bánh ngọt. Bánh mì nữa. Nhưng mà cách họ làm bánh mì khác với mình lắm nha. Khác với bánh mì Việt Nam mình lắm nha. Đây là cái bánh mì của cách mà họ làm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cái low by tree để mình đi xuống bãi đậu xe và đi đến xuống xe của mình thôi. Ở đây có một cái Victoria Secret nữa nè. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái Victoria Secret này, rồi xong rồi mình đi xuống bãi đậu xe mình đi về đây. Đây mình đang đứng đối diện với Victoria's Secret.
hình. Hay là mình đi qua bên đó rồi sẵn đi xuống dưới xe luôn nhờ. Uniqlo này thì mình rất là thích những cái mẫu thiết chế áo khoác, mà áo khoác dạng gi lê của họ rất là đẹp. Đây là Victoria's Secret, đây là những cái mẫu hàng của họ. Họ có rất là nhiều, hiện tại bây giờ đang sale nữa nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bây giờ mình xin tạm kết thúc video tại đây. Và chúc mọi người có một ngày thật vui, thật hạnh phúc. Và nếu có thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký và một chia sẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.